Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Vườn Nhà Gái Sài Gòn. Hôm nay là sáng thứ sáu, sau một tuần đi thi nhảy cùng con gái của con ở dưới Anaheim Convention Center gần Disneyland, ở khách sạn Marriott, thì sáng về tụi con về lúc khuya là 3:30 sáng, bây giờ mới là 7:00 sáng, nên đi ra thăm vườn sẵn dịp quay coi có những cây nào có héo hay là bị nhà cháy nắng lá vì mình không có thể tưới khi mình ở nhà, nhưng mà tụi con vẫn tưới nước tự động cho những cây để mà giúp sức. Trước hết là cây bắc tiên để dưới bóng mát thôi. Nhưng mà thời tiết nóng quá cái lá nó cũng héo quá. Hoa lài, cái đến là cây hoa lài thì nóng quá thì bông nó rụng hết rồi, nhưng mà cũng có nhiều lá khô. Mặc dù là đã để là tự động tưới nước á. Cái đến là cây bông giấy cũng còn tươi và đang ra hoa rất là sặc sỡ, màu này dòm rất là đẹp, nhìn thì thấy là yêu đời liền. Đẹp không cả nhà? Hoa giấy thì dễ trồng, mà mình chỉ bỏ nó vô chậu mình tưới nước thôi chứ không cần chăm sóc gì nhiều. Cái đến là chậu bông giấy màu tím, tím này được kêu là tím hoa cà. Cũng con rất là tươi thêm. That mean là good. Chứ đi chơi hay là đi xa đó, ở đây có bữa nắng nóng 110+ độ, sợ nó héo quá. Cây ổi cũng con tươi, giờ cũng đang ra hoa, ra nụ. Cái này là còn để vô nước tự động ngày tưới thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Nhưng mà ngày tưới thì mình tưới 2 lần, tại vì mình không có ở nhà nên sợ cây nó không đủ nước, nó héo. Nhưng mà về sáng ra thì thấy cũng còn tươi rồi, rất là mừng. Giang mồng tơi cũng còn tươi. Một chút cái này thì hái vô nấu canh ăn. Nấu canh với tôm khô, thịt bò ăn mát lắm. Cây chăm thì cũng xanh tươi nhưng mà cũng có nhiều lá, nó cháy lá thôi. Kế đến là vàng hổ hoa cũng héo à. Nóng quá. Tuần này thì có FIFA đá banh của phụ nữ. Cả nhà mình ai thích đá banh thì dặn TV lên coi, hay coi trên YouTube để trực tiếp để ủng hộ đội của mình đá banh. Con thì cũng coi, hình như hồi nãy là trong TV báo là chiều nay 7:00 chiều ở bên Mỹ có trực tiếp đá banh nước Việt Nam với nước nào, nhưng mà con không có chắc chắn, thì con cũng sẽ cố gắng thời gian để mày dặn lên coi và cổ vũ. Cái ổi thì cũng con xanh tươi nhưng mà không đủ nước thì nó cũng có lá vàng thêm. Ổi nay thì nó lớn rồi, để con cập nhật cả nhà coi ha. Xí chắc ổi nó lớn rồi đó. Hồi bữa 2 tuần về trước á, nhiều cháy lắm, mà đến 10 ngày nay nắng quá nó rụng cháy bớt. Ở đây là cây tí tô thì nó cao quá trời. Tí tô này con sẽ hái vô nấu bún riêu ăn, nó thơm. Cả nhà đang coi là cây chùm ruột, mà sao nó cao, nó lớn, nhiều lá lắm mà sao không thấy ra bông vậy. Con trồng trong chậu cũng được
2-3 năm rồi. Ở đây thì là cây này cây hoa bông giấy, nhưng mà cái loại lá thì rất là đẹp, thì nó giống như mà cẩm thạch vậy. Nhưng mà khi nó ra bông là bông màu trắng, rất là đặc biệt, vì khó kiếm màu trắng lắm. Khi nào mà nó ra bông màu trắng thì con sẽ quay lại để chia sẻ cho cả nhà cùng trải nghiệm và ngắm, rất là đẹp. Và ngủ qua thì không đủ nước nên nó héo lá, thì nắng quá nó chảy lá luôn, thương quá. Kế đến là chậu ớt. Ớt cũng đang ra hoa, cũng còn tươi, ra trái à. Kế tiếp là chậu chậu mận, cây mận lá cũng còn rất là tươi, nên con cũng mừng. Vì đi xa thì vui, đi để trải nghiệm cho biết đây biết đó, nhưng mà cũng lo lắng là ở nhà cây cối sợ không đủ nước nó héo, nhưng mà về thấy cũng còn tươi thì rất là mừng. Cả nhà thấy bông giấy không? Buổi sáng thì nó rất là đẹp, còn chút nắng là nữa không tưới là nó héo. Đây là cây tắc nhật, hồi bữa con quay á là nụ với bông nó đang nở, thì hôm nay nụ bông nó nở rồi thì nó đậu trái chút chút, chi chít cũng nhiều lắm. Sáng sớm dậy sớm là ra thăm vườn liền, mình đi thì mình bỏ nó ở nhà cũng thương lắm, thương như con á. Còn đây là chậu lá lốp nè, hồi bữa con cắt làm ăn 3 lần bò lá lốp rồi, mà nay nó nắng với cho nước nhiều nó lên lại quá trời. Kế đến là những cây tắc Việt Nam, nó cũng đang ra nụ ra hoa, cũng còn tươi. Những trái non à. Trái này chín là hái vô được rồi. Thì bự không cả nhà? Nước nhiều lắm. Hồi bữa cái cây này lá nó vàng, vì chắc là thiếu nước, rồi còn cho nước vô nhiều với bỏ một chút muỗng in some salt đó, quay với nước thì giúp khắc phục lá vàng, thương không? Đây nè, cái nhánh có chút xíu mà bồng quá trời, cũng có trái con rồi. Tắc này thì còn xài giống như chanh Việt Nam mình, ăn cái gì mình không có chanh mình xài tắc rất là ngon. Trái hổ qua này còn đi 4-5 ngày nó chín luôn rồi. Hồi bữa trước khi đây thì còn nhỏ chưa có bự, mà sau 3-4 ngày nắng quá nó lớn ra nó vàng luôn. Cái này còn để dành để lấy hộp giống trồng lại năm sau. Ở đây con phát hiện có con trái nhỏ nữa, trái này cũng 3-4 ngày nữa hái vô được. Oh wow, có 2-3 trái nó vàng luôn. Trái này nó cũng vàng rồi. Nắng quá nó lớn không nổi, nó vàng. Trái này chắc trái này chút chiều rồi còn hái vô nấu canh. Bự rồi, không hái là ngày mai nó vàng.
Dạ, ngủ qua còn tươi quá trời. Nhưng mà cũng có lá héo nè, chảy. Cái này nhờ xanh tươi vì ở đằng sau nhà có ông Mỹ, ông tưới nước dữ lắm, ông tưới nước cây ổng. Ông dặn rồi nó phun qua phun lại vậy, ông để cả sáng tới chiều tối luôn. À, có trái nữa hả? Thấy lớn rồi. Cả nhà thấy mê không? Dân bí đỏ thì sau khi đi 4-5 ngày về thì phát hiện là nhiều lá bị cháy nắng. Thường quá. Cái window còn để nước tưới tự động 20 phút mỗi lần, buổi sáng buổi chiều khi ngày tưới mà nó cũng trực nên hồi sáng này cũng đi lòng vòng phát hiện ở trên trên cái vàng cây bí nó đậu được một cái bí hôm nay nó bự quá trời. Bí này vô con với tôm tôm khô hay là thịt bằm ăn rất là tốt cho sức khỏe. Má nói là ăn rất là bổ óc. Con nghĩ trái này 10 ngày 20 ngày nữa hái xuống được. Thì thấy không vậy? Cái bí đỏ kêu pumpkin nè. À, cái trái dây đậu bún này nó cũng ra, nó đang ra đậu bún mà, nhưng mà còn nhỏ xíu. Cái này mà nắng 2-3 ngày nóng mà nó bự phình ra. Cái bông đó hả? Đẹp á. Cái này là cái hộp mà năm ngoái nó rớt xuống, năm nay nó tự mọc lại chứ con quên trồng. Vàng lá mồng tơi bây giờ nó ra hộp rồi, ra hộp non rồi. Hộp non này mà muốn nó già nó tự rụng xuống chậu rồi năm sau nó sẽ tự mọc ra. Cây khế cũng còn xanh, lá thì cũng có cái lá vàng, lá cũng còn nhiều xanh mà. Những trái khế đã bự và lớn rồi, bây giờ nó có chuyển màu thành màu hơi vàng vàng. Hồi 3 tuần trước thì trái còn nhỏ xíu như cỡ cỡ lóng tay vậy, giờ nó bự ra thôi. Một trái này ở đằng chợ chợ Spur đó nó bán 5 đồng một trái luôn à. Năm nay con rút kinh nghiệm, con lặt lá bớt với ngắt cái đầu không có cho nó ra lá nữa mà vô phân ra bông để cho nó ra bông mà. Đây trái này lớn rồi cả nhà, thấy thương quá. Cái này vậy chứ quý lắm à, gia tài của con á. Trái này cũng lớn rồi. Thương lắm à. Đi 4-5 ngày về người mình nó mệt mỏi nhưng mà khi ra vườn thì tinh thần nó thoải mái vui lại. Vì mấy đứa con tinh thần rau cải cây cối của con nó cũng còn tươi. Đây ở dưới này mấy trái nữa nó lớn ha. Cái này vô con hái vô thu hoạch ăn chấm muối ớt hay là bào làm gỏi cũng được. Bây giờ là ở ngoài trời khoảng 100 độ hơn rồi, nắng quá. Nhưng mà tại vì con muốn quay cho cả nhà coi nên quay bây giờ chứ rất là nóng, đổ mồ hôi.
À, thấy không? Đã. Hồi đó bên Việt Nam á, nhà con cũng có cây khế ở gần bồn nước. Trời, mình không có trồng mà không có thắt khe gì, không có tưới nước thứ gì mà nó cũng ra khế đầy cây luôn. Còn bên Mỹ á, thì mình nâng niu nó, mình bón phân, mình tưới nước, mình tỉa cành gì nó mới ra được trái vậy, chứ mà mình không thắt khe nó là không thể nào mà nó ra bông mà ra trái được. Vì chỗ con ở là không phải là khí hậu của nhiệt đới, nhưng mà mình trồng, vì hình mình trồng những cây Việt nhiệt đới, muốn nhớ lại tuổi thơ Việt Nam nên trồng những cây này rất là cực. Nhưng mà kết quả năm nay thì mùa trồng trọt con thấy là con rất là có tiến bộ, vì hình lần đầu có nhiều trái khế, cây có nhiều trái hơn. À, có chút kinh nghiệm khi nào hãy bón phân ra bông để cho mà đậu trái. Trái ớt hiểm đã lớn rồi. À, hồi bữa trước khi đi thì có chút xíu, rồi nay nay nhờ nắng lên nên lớn. Ớt này còn làm nước mắm ớt, chấm với cá chiên ngon. Nước mắm mà không phải mắm đầm, mắm mặn à, ăn rất là hương vị Việt Nam mình. Ở đây thì mấy người Mông, người Lào ở đây trồng nhiều ớt lắm. Đây bán một bịch để bỏ vô trong cái bịch Ziploc sandwich nhỏ vậy, có bịch này 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng. À, tùy theo mùa. Nếu mà thất mùa thì nó hơi mắc, còn mà trúng mùa thì đây bán giá cũng ok. Còn đây là cây ớt rất là đặc trưng. À, trái màu tím, nhưng mà khi mà nó chín á thì nó sẽ thành đổi màu thành là trái màu đỏ. Đây, cả nhà thấy không? Đẹp quá. Lần đầu tiên con mới thấy chậu ớt màu tím như vậy, nên hồi bữa con thỉnh mua ở chợ Á Châu mình về 2 chậu, như 3 đồng một chậu. À, và ngủ qua này thì chảy lá quá trời. Nắng quá nó chịu không nổi. Kế đến là cũng chậu tắc Việt Nam thì những con bướm, con ong đang làm việc trong buổi sáng mai. Thì cả nhà thấy con bướm không? Trái nhỏ nhỏ chút chút nhiều. À, kế đến là chậu lá gai. Lá gai này còn hái vô xay ra nhuyễn, lấy cái nước làm bánh ít lá gai ăn nhớ tuổi thơ Việt Nam hồi xưa nhỏ. À, buổi trưa chiều phải đi ngủ, giống ngủ trưa xong dậy thì bà dì còn bà mua cho mỗi đứa một cái bánh ít lá gai ăn mà rất là ngon. Thì khi mà qua Mỹ con cũng kiếm được chị bạn ở trong cái group trồng cây Việt Planet Food, chị đó tên là Heo Con. Thì chị có cây lá gai mà lúc mà chị cho thì nhỏ xíu, rồi chừng khoảng lóng tay, dài hơn như 3 lóng tay thôi, mà giờ con nuôi thì nó thành một chậu bự lắm. Lá gai này nếu mình không xài, mình hái xuống mình phơi khô á, để dành làm bánh ít lá gai cũng được, chứ không cần lá tươi. Nếu lá tươi thì ngon hơn. Đây có con ong ở đây hút mật cái tắc.
nhiều nụ nhiều trái thấy ham á. Đi chơi vậy chứ ở nhà cũng lo lắng trong lòng, mà coi coi ở nhà có thiếu nước không, tụi nó có buồn không. Về thì rất là vui khi thấy là những cây trong vườn còn tươi còn tốt, người nông dân thì như vậy là rất là vui. Cây ổi Thái năm nay à, cái cây thì rất là khỏe, mà sao thấy giờ này tháng 7 rưỡi rồi mà cũng chưa ra bông, chắc là lỡ hẹn năm nay luôn. Kế đến là chậu ra húng lũi, chậu này nó già rồi không ăn nên lá nó già nó ra bông, thì có rất nhiều con ong buổi sáng bu qua làm việc, con bướm bướm á đập không cả nhà. À, nếu cả nhà thích coi những video con làm á thì xin hãy ủng hộ con bằng cách đăng ký kênh để mà con có động lực để làm những cái video kế tiếp. À, và xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều năng lượng. À, cô chú bác anh chị nào lớn tuổi ra vườn thì nhớ uống nước thật nhiều. Với thời tiết nóng bức này, nếu mà uống nước thì nó sẽ không làm mình kiệt sức. Cây mận sao mà nó cũng ra lá nhiều quá mà chưa thấy cái nụ nào, chưa thấy cái bông nào. Nhưng mà cái lá này con bứt, con bẻ, con dò dò nghe rất là giống có mùi mận, nhớ mùi mận. Rồi không có mận ăn thì hái lá, ngửi cái mùi cũng cho nó bớt ghiền. Đây là cái này là rau muống với hành lá con ghim, thì bây giờ sau một tuần thì nó như cái đấm rừng thêm. Cái này hái vô thu hoạch được rồi. Cái bên là cũng là cây tí tô. Cái này là nó tự mọc bằng hột của rụng bông xum xê ra. Rau răm ở dưới cũng lớn. Cái này hái vô ăn bún bò Huế được rồi. Đây là hai cây quế ăn phở, nó xum xay thơm lắm, cái lá thơm. Cái này hái vô ăn bún bò Huế hay là gỏi cuốn hay bún thịt nướng hay là mình làm gỏi cua bò cắt vô ăn cũng ngon lắm. Cái đến là cây lê, sau một tuần nắng nóng 100 độ 10 trở lên thì nắng lên thì cái trái nó cũng bự ra thôi. Bây giờ nó bự khoảng chừng trái táo rồi. Một tháng nữa là ăn thu hoạch ăn được rồi. Thì cả nhà thấy không, như trái này nó vàng là chuẩn bị ăn được rồi. Này nó lớn bằng cái táo rồi thằng đây ha. Nắng quá. Nó vàng chút xíu nữa là con thu hoạch xuống ăn được. Trái lớn rồi thằng. Trái này ví dụ như là nắng quá nó cháy thằng. Nó bị xanh bơ, nó tội nghiệp ghê. Trái này cũng bự thôi. Trái này cũng có hiện tượng bị nắng cháy à. Nắng quá. Ồ, ở đây có một cặp bự quá trời. Bự bằng trái táo rồi. Thương quá. Yeah, thank you for watching my channel. If you're new here, please consider to support me by subscribing my channel, comment, like or share. I'm truly appreciate your help me growing my channel, and I hope you guys have a wonderful day. Please take care and have an awesome day. If you're gonna be in garden,
please make sure you drink a lot of water because the weather it can be really hot today at 1:12. Until next time, please take care, and I hope to see you again. Bye bye. Cả nhà thấy con bướm bướm không? Đẹp á. Nó đang hút mật cây bông bông chủ ngọc à. Bây giờ mà mùa hè nắng nóng là nó sặc sỡ ra. Đẹp quá. Xin chào cả nhà và xin hẹn gặp cả nhà vào những video kế tiếp. Xin cả nhà mình hãy giữ gìn sức khỏe và vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Con xin gửi tặng trái tim đến cả nhà mình.